Hùng Alab mến chào các bạn nha. Bữa nay tôi ra cái chuồng gà gà Tây Hu Ba để quay cho các bạn coi cũng như là cân coi nay nó được mấy ký rồi. Đây là cái giống gà Tây, giống Hu Ba các bạn, tức là cái giống lớn con á. Cái này nuôi trưởng thành là nó có thể đạt tới 14 15 ký đối với con trống. Con mái thì nó khoảng 11 12 ký. Đây. Rất là đều các bạn. Đẹp nè. Nó còn nhỏ mà nó biết phụng. Cái này là mình bắt nay là 2 tháng 20 ngày. Tính luôn ở trại 20 ngày nữa là 3 tháng 10 ngày. Là nó cỡ này các bạn. Đó, nhìn thấy nó phùng ra nó giống gà trưởng thành rồi đó. Mấy con gà mặt đỏ đó là gà trống, còn mấy con mà xanh xanh nhỏ đó là gà mái. Nó uống nước rồi ăn là kinh khủng luôn. Này mình cho ăn thức với rau là chính. Này cái nền nó hơi dơ, mình cũng chuẩn bị thay đậu tấu mới vô cho nó ấm cái nền. Đây rau muống. Một ngày là cái bầy này nó ăn là hơn một cái cọng rau muống này các bạn. Rau muống là mình trồng ở ngoài kia, cái khu vực kia, hơn một công đất là cung cấp rau cho nó ăn hàng ngày. Rồi bây giờ mình bắt thử một con cân cho nó bao nhiêu. 3 tháng 10 ngày. Cái này người ta nói là từ cái giai đoạn này trở về sau là một tháng trung bình nó lớn khoảng 1 ký các bạn. Trung bình là một tháng nó lớn khoảng 1 ký, nó khung được 14-15 ký. Cái con này cái hai cái con đó là cái dạng nó cũng không có lớn dữ, bự này kìa. Biết kia cái độ lớn trung bình của nó cũng gần 2 ký 2. Lúc trước mình cân có con là nó tới 2 ký 6, nay cũng có tuần rồi, chắc là bắt con lớn. Ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn.